76, thứ hai, ngày 15 tháng 4. 76, thứ hai, ngày 15 tháng 4. Tại nhà hàng đặt trước bằng điện thoại. Tại nhà hàng đặt trước bằng điện thoại. Nơi kia có đỗ xe được không ạ? Nơi kia có đỗ xe được không ạ? Vâng, có ạ. Vâng, có ạ. Cho tôi đặt chỗ yên tĩnh và gần cửa sổ. Cho tôi đặt chỗ yên tĩnh và gần cửa sổ. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Nơi kia, đỗ xe, đỗ xe, yên tĩnh, cửa sổ, cửa sổ.